TH2 Formula, dinh dưỡng vàng cho trẻ phát triển toàn diện. Đức Phúc và Dương Lâm phạm luật. Em đâu rồi đâu? Đâu có đâu. Không. Rồi, thấy công chuyện này. Thấy trời hành đạo. Tôi thấy trời hành đạo mới được. Rồi, Đố ơi. Đố bắt được em. Đố anh bắt được em. Thưa thầy, dù thời gian không cho phép, tụi con cũng làm đại làm đật, thì cuối cùng cũng ra tác phẩm ngày hôm nay. Đó chính là chú gà. Đó chính là chú gà. Đang lấy sao mà đừng lấy. Tôi đã. Đâu ra vậy? Ủa thế gì vậy? Giả tạo làm ra con gà luôn rồi kìa. Không. Ôi sợ hai cái gì? Anh còn có màu tô màu luôn. Trước khi thuyết trình, con xin trình bày ca khúc về con gà. Ô kìa đàn gà có lông vàng. 2, 3. Ô kìa đàn gà con lông vàng đi theo mẹ tìm ăn trong vườn, cùng kìm mồi ăn ngon. Đàn gà con đi lon ton. Là cái này là bằng gốm á hả? Dạ cái này làm từ không có thời gian, tụi con làm nhỏ thôi. Còn mới nặng xong á hả? Mới nặng xong thầy. Thả xuống là không bể đâu. Không sao mà bể được. Còn cái này là cái gì ạ? Cái mặt bị ra luôn, xịt keo luôn, đứng tim chết lặng. Tại sao lại bớt đồ người ta như vậy? Trời ơi, đây lãng mạn quá kìa. Đây đóng là dê lắm luôn á. Ủa MV. Trời ơi, MV đầu kỳ vậy luôn á. Mình phải đứng vậy, Em đang làm cái là anh hù em, cái em giật mình. Hiểu không? Máy quay em nha. Diễn đi. Tập trung kìa, tập trung Lâm kìa. Mở đi, ồn ào đi. Tôi tự diễn mình thôi. Hô. Ủa vậy là bạn có tạm chưa? Cái gì vậy? Chứ có người chụp. Em ơi, xem phải không đầu yêu của em. Thôi về tập MV là MV nó cũng chưa thuần thục lắm. Để em làm đi anh hùng em. Vậy là anh bịt mắt. Ok, mình giả bộ bịt mắt nữa không? Ok. Được chưa? Ok. Diễn đi. Ai mình nhảy được cái chạy qua chết lầm. Đó. Ủa tới ai tiểu phẩm vậy? Tiểu phẩm đâu bên đây đúng không? Ủa bên đây hả? Cái này mạnh ai nó tiểu phẩm thôi. Đâu. Tại vì mọi người không có chú ý với nhau đâu. Đúng rồi. Chơi luôn á. Em chơi luôn không? Rồi, em làm cho anh đi. Ủa? Lộn rồi. Ủa lộn rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, sao lại lộn? Ba tôi biết ơi, có thể cho tôi xem cái MV nào khác hay hơn được không? Cứu tôi. Hơi nhiều. Coi MV truyền thống nè. Coi MV gì hả? Tại sao vậy Rít? Tại sao vậy hả? Gì vậy cha? Ba nói với con bao nhiêu lần, đây là nghề truyền thống ông bà mình, tại sao không làm? Mà đi bà mình làm, bà chơi game trên mạng. Game là cái gì? Con không làm. Tại sao? Con thích chơi game. Cái này là nghề của ông bà cha mẹ mình, tại sao mình dơ dái, mình sợ cái gì? Nuôi sống biết bao nhiêu đời nhà mình biết chưa? Rồi áp lực quá kịch gì áp lực vậy? Nhưng mà bây giờ là thời đại 4.0 rồi, con không thích làm cái này. Càng 4.0 thì phải càng kết nối gia đình với nhau. Làm đi, ba để lại cái bảo tàng này cho con. Tôi mua cái lò gốm này, con làm liền. Ok. Không ai đừng đây, một viên đi đâu tự giận cho bé. Đây làm. Không ở lại nữa kìa. Bây giờ thì chắc là mẹ phải đưa cái tay để cho nó lớn dần lên. Làm mẹ sẽ để tay sang đây. Dạ đúng. Sao là mẹ sẽ vuốt nó lên. Nếu mẹ phải làm cái lúa vuốt nó hả? Con biết là gia đình mình rất là nghèo khổ. Mẹ nói là mẹ dắt con đi quật. Thọ dài quá, diễn dở mà thọ dài là mới nói đó. Chú Ba ơi, chú Ba ơi. Gì vậy anh Sáu? Chú Ba có thể cho tôi mượn vài trăm ngàn để tôi di chuyển nhà tôi qua chỗ khác được không? Được rồi, tôi có quy hoạch khu này. Đúng rồi, chứ ở bên đây nó lây cái bệnh vô duyên qua. Đi rồi chú ơi, qua bên đây thôi. Thời gian 10 phút. Bắt đầu. Một tay em xoay đi. Rồi. Anh xoay em mò lắm á, tại vì một tay mình không có đè được á. Đó rồi, nhưng thôi chị nghĩ là chị cứ khoan một cái lỗ sâu đi đã. Ủa, tôi xin lỗi. DJ hết 2 phút đổi lượt ạ. Bích Phương phạm luật. Dạ, em làm mỗi một tay thôi mà. Ôi trời ơi. Anh Lâm ơi, anh Lâm. Không phải chú, không phải chú. Tụi con chỉ làm chim cơm thôi. Lại có biết gì đâu. Ủa? Rồi, em không bị vậy hả? Rồi, tiếp tục. Chris Fan làm 2 tay phạm luật. Ai? Rồi, một tay thôi, một tay phải thôi. Buông này ra. Đức Phúc và Dương Lâm phạm luật. Em đâu có đâu. Không có. Rồi, thấy công chuyện này. Thấy trời hành đạo. Tôi thấy cả hành đạo mới được. Rồi, Đố ơi. Đố bắt được em. Đố anh bắt được em. Để xe nhẹ đi. 9 8. Rồi. Bảy đi. 6 5 4. Rồi, em dừng lại. Hết chưa? Đón hàng. Kính thưa quý vị thân mến, với những người mà mới học nghề mà chỉ được làm bằng một tay là vô cùng khó khăn luôn. Đúng, quá khó. Điểm tựa và đề bài chúng ta là một cái bình hoa lại càng khó, cho nên là chúng tôi cũng đã có sức rồi. Dạ. Thưa nghệ nhân. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ tới với phần gọi là thuyết trình về bình hoa của đội Bích Phương và Negav. Dạ, đây là bình hoa của đội cháu ạ. Lúc đầu cháu định làm bình hoa có cái cổ thắt vào để lúc mà chú bảo làm động tác ôm eo, nhưng mà cháu ôm mãi nó vẫn bị xòe ra. Nên cháu quyết định là làm bình hoa dựa trên cảm hứng của bát ăn cơm. Hôm mà cháu đi làm lúa, đi đập lúa cùng với anh Giang thì anh Giang có nói là phải biết trân trọng hạt gạo, vì là người nông dân làm ra hạt gạo rất là vất vả. Bỏ cho em dưới trời nắng như vậy mà đi làm nông mà không mệt thì gì mệt. Đó, đi ra tiệm ăn dĩa cơm, ba mang nấu một chén cơm, chê ngon chê dở. Bây giờ đi gặt lúa đi, nửa tiếng hồ mà được có mấy ký thóc. Cho nên là cháu cũng muốn làm một, đằng nào cháu cũng chót làm ra cái bát. Dạ. Rồi, cho nên cháu sẽ làm bình hoa hình bát cơm để mình liên tưởng đến cả những hạt gạo của người nông dân Việt Nam. Mình ca ngợi truyền thống làm nông của người Việt Nam ạ. Dạ. Bạn diễn ra làm cái bát rồi, nhưng mà như thế này mình sáng tạo thêm tí thì có thể mình làm cái bát cắm hoa. Cắm hoa. Dạ. Vâng, cái hoa nhỏ nhỏ như hoa BB. Vâng ạ. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Dạ thưa chú. Vâng ạ. Bây giờ chúng cháu xin được thuyết trình về cái sản phẩm của chúng cháu. Xin giới thiệu người mẫu đến từ Thái Lan, Ritthang. Rồi chú. Thì đầu tiên hai anh em mới gọi là thôi mình làm cái gì đẹp đẹp là mình làm cái đế nhỏ thôi và cái bình nó xòe ra cho nó giống bông hoa. Nhưng ban tổ chức nói rằng là hãy làm một cái sản phẩm bình hoa mà nó có sự kết nối của hai thế hệ. Thì đây chúng cháu hai anh em mới họp lại, tại vì hồi nãy có một cái đoạn là đặt bỏ luôn. Bỏ vô bóp từ đầu. Bóp nhanh đi, hết giờ bây giờ. Bóp mạnh luôn cho nó nhồi lại. Ý là mình nhồi lại. Thứ nhất là bình hoa, có thể nó không đẹp nhưng mà nó vẫn là bình hoa. Thứ hai là kết nối giữa hai thế hệ. Thì đây, chúng ta hãy nhìn về bình hoa dù nó không đẹp. Ở dưới đế nó là một cái bình hoa và nó to. Đây chính là bội rễ ông bà cha mẹ. Thứ hai là ở giữa thì khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ bước vào đời, chúng ta gặp nhiều khó khăn. Nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ bị rất là nhiều cái trúc trắc. Và sau khó khăn đó thì với sự trợ giúp vững chãi của nền tảng gia đình bên dưới rất là vững mạnh thì chúng ta sẽ thành công hơn ở những giai đoạn khó khăn, mặc dù thành công đó nó so với gia đình nó không là cái gì cả. Cảm ơn gia đình đã ủng hộ. Wow. Và nếu như mà chúng ta nhìn xung quanh thì chúng ta sẽ thấy nó như một chiếc lốc xoáy, thì đừng bao giờ mà để dòng xoáy cuộc đời cuốn đi người thân của bạn, cuốn đi người thân của bạn. Trời ơi, cái bình xấu ý nghĩa quá ha, cái bình xấu ý nghĩa quá ha. Ôm một cái ăn sạch nó vụt. Dạ. Rồi, em xin được thuyết trình về chiếc giày hoa. Đây là một chiếc hài. Dạ, đây là một con chiếc hài. Lấy ý tưởng từ chiếc hài trong câu chuyện Tấm Cám. Có thể là câu chuyện Tấm Cám là câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất Việt Nam, và nó có rất là nhiều những cái gọi là bản khác của cái thế giới, nhưng mà bản thân Tấm Cám có thể nói là không một ai không biết về chuyện cổ tích Tấm Cám. Cho nên cuối cùng tôi chọn ý tưởng này. Có thêm một ý nghĩa nữa, đó là tặng cho người mình yêu. Mình yêu. Có nghĩa là giới trẻ hôm nay tình yêu có thể là một trong những điều quan trọng nhất. Cho nên đây là cái bình hoa kết hợp được yếu tố của... Ủa tôi nói cái gì đâu trời. Đó. Yếu tố kết hợp giữa hai yếu tố là cổ điển và hiện đại. Đó chính là tình yêu giới trẻ, cũng giống như là một câu chuyện cổ tích rất nổi tiếng của Việt Nam mình. Sự chung thủy. Và con cũng thấy là xét về mặt thẩm mỹ thì có vẻ như là chuyện người ta ngoại trừ cái sự giả tạo này của mình thì cái sản phẩm từ con có vẻ giống như là mang tính chất thẩm mỹ cao nhất. Dạ thưa thầy, dù thời gian không cho phép, tụi con cũng làm đại làm đật thì cuối cùng cũng ra tác phẩm ngày hôm nay. Đó chính là chú gà. Đó chính là chú gà. Nhìn năng lấy sao mà đừng lấy. Đâu ra vậy? Ủa thế gì vậy? Giả tạo làm ra con gà luôn rồi kìa. Không. Ôi sợ hai cái gì? Anh còn có màu tô màu luôn. Trước khi thuyết trình, con xin trình bày ca khúc về con gà. Ô kìa đàn gà có lông vàng. 2, 3. Ô kìa đàn gà con lông vàng đi theo mẹ tìm ăn trong vườn, cùng kìm mồi ăn ngon ngon. Đàn gà con đi lon ton. Là cái này là bằng gốm á hả? Dạ cái này làm từ không có thời gian, tụi con làm nhỏ thôi. Còn mới nặng xong á hả? Mới nặng xong thầy. Thả xuống là không bể đâu. Không sao mà bể được. Còn cái này là cái gì ạ? Cái mặt bị ra luôn, xịt keo luôn, đứng tim chết lặng. Tại sao lại bớt đồ người ta như vậy? Thôi thực tế là nãy giờ là màn dạo đầu của bọn con thôi ạ. Dạ. Nhìn như cục xí quách vậy. Không, thì trước khi mà làm cái tác phẩm gọi là hoàn thiện như vậy thì tụi con cũng ra rất là nhiều cái phiên bản thưa thầy. Dạ, đầu tiên là cái phiên bản này tụi con làm là cũng biết được, mà tụi con thấy nó cũng không có đẹp lắm, mà cũng có ý nghĩa. Đúng, cũng không có ý nghĩa gì lắm, cho nên tụi con cũng bỏ cái này nha thầy nha. Dạ. Và sau khi mà suy nghĩ đắn đo, bỏ rất là nhiều tác phẩm, và tụi con quyết định chọn tác phẩm đẹp nhất, đó chính là chiếc bình mẫu. Không, đây là chiếc bình bung. Bình bung ở đây không phải là bình binh đâu thầy. Thầy đừng nghĩ là cái bùng binh. Bình bung có nghĩa là nó sắp bung ra, tại vì đây là chiếc bình có bầu thưa thầy. Đây là chiếc bình mẫu tử. Vâng, con xin nhờ bạn của con trình bày một ca khúc về tình mẫu tử em. Dắt con đi qua bao giấc mơ là mẹ yêu tiếc. Ủa? Có ai tiếng này? Ủa? Cái gì cũng được, cái gì cũng được. Tiếng con đi gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa. Ôi mẹ yêu. Dạ thưa thầy, các nhạc sĩ cũng như là nhà thơ, nhà văn đã lấy hình tượng người mẹ và đứa con làm nên các tác phẩm. Và ngày hôm nay cũng vậy. Đây, thầy có thể nhìn kỹ cái cục u ra như vậy. Mọi người tưởng là cái cục tí quách. Nhưng mà không. Đây là xương của mẹ. Không, đây là mẹ, người mẹ đang có bầu. Ban đầu con làm rất là đẹp như thế này, nhưng mà nghĩ là người mẹ có bầu là không bao giờ nghĩ tới bản thân của mình, mà lúc nào cũng chăm lo cho đứa con, cho nên cái thân hình nó hơi ọt ẹt, nó hơi méo xẹo đó, để mà chăm lo cho đàn con. Đây gọi là những cái hy sinh của thế hệ này cho thế hệ khác. Người mẹ có thể bỏ thân mình, nhưng người mẹ có thể không quan trọng, hy sinh thân mình để mà có thể cho đứa con mình được trọn vẹn. Và cái bình này, đây, thầy thấy đây là chiếc miệng nó bị bể. Đây, thể hiện cái sự bể chum. Đúng, cái sự sinh nở, cái sự bể chum. Là cái lợi gì? Bể chum có nghĩa là mẹ tròn con. Đúng rồi, vừa càng. Vừa càng thành công. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đây thầy, sinh nở là cửa sinh là cửa tử. Cho nên người mẹ quyết định là dùng hết sức lực của mình để có thể cho đứa con trọn vẹn. Thưa thầy, rồi chúng em xin phép đi nghỉ một chút rồi em mệt lắm. Dạ, mà đó chính là ý nghĩa cái gì mà hai thế hệ đó, cái gì truyền đạt đó. Là thực tế là nãy giờ anh Lâm nói xong rồi bây giờ con sẽ nói ạ. Nãy giờ anh Lâm nói xong rồi bây giờ con sẽ nói ạ. Ủa vậy là hai câu chuyện hả? Ủa có thật sự là chung đội không? Ủa là em đá bỏ như lập luận của anh bây giờ. Thực tế là em nói đi, anh cầm cho. Thực tế con không phải là nói một cái khái niệm khác mà con sẽ nói thêm một cái ý của anh Lâm. Thì thực tế là sự giao thoa giữa hai thế hệ, thì đây là cái ý tưởng của bọn con rằng là người mẹ bồng con hoặc là người mẹ đang mang bầu các em nhỏ thì là thể hiện rất là rõ hai thế hệ, đó chính là mẹ và con ở hai đời khác nhau. Nhưng mà dù có như thế nào thì mẹ vẫn luôn hy sinh cho các con của mình, và cũng như rằng là để cho con sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Thì đây là một hình tượng vô cùng là đẹp. Thực tế là bọn con rất là muốn để nặn ra một cái hình để nó nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn, nhưng mà không thể, thời gian không cho phép, và cũng như là với khả năng của bọn con thì sức tài hèn mọn nên là cũng chỉ làm được. Dạ, và phần trình bày của tụi con xin hết ạ. Wow. Dạ. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Dạ. Chưa bao giờ là trải nghiệm cái gốm mà các bạn đã làm được và có những cái ý tưởng sáng tạo mà đến tôi còn chưa nghĩ ra. Các bạn toàn thầy không những thầy chân tay anh Giang, thầy không dám nghĩ ra luôn. Đúng chủ đề thì tôi sẽ cần đúng còn lọ thì đúng là chỉ có bên bạn. Ồ. Đấy. Chấm cái này tôi chấm là nhất. Dạ. Nghi đây, thầy không mất gì. Dạ nghi ạ. Là mình không có dây 3 dây 4 hả thầy hả? Đồng ha. Cùng ba. Thôi cũng là có giải đi. Yeah. Đây là chương trình, cảm ơn chú đã đến với chương trình và dạy tụi con biết về gốm và tình yêu với gốm. Cảm ơn chú rất là nhiều. Con cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ con tặng chú lại cái bình mẹ bồng con. Chú nhận. Dạ chú nhận cho con vui. Chú để xuống rồi, chú bỏ xuống luôn, Chú không thật. Yêu trước ngày cưới, phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion thứ 6, thứ 7 hàng tuần.